Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Rất vui gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thời tiết nóng quá anh em ạ. Xa nấu cho bát bún riêu cua cá. Về làm mấy quả trứng vịt lộn này. Đây anh em, bát bún riêu cua hấp dẫn không anh em? Rất là ngon đấy anh em ạ. Nhưng mà làm mấy quả trứng vịt lộn trước để làm tí rượu cho nó ngon. Mời anh em ăn sáng của mình nhá. Mời anh em ăn sáng nhá. Đây trứng vịt lộn anh em ơi. Ăn mấy quả trứng ngon. Nhà gần chợ anh em, ăn uống nó cũng dễ. Trứng lộn là cứ phải ăn nó răm. Mời anh em nha. Anh em thấy mình đơn giản. Mùa nóng này ăn cái gì nó nương nước nó dễ ăn anh em. Bông nó ngủ đến 9 giờ vậy. Mẹ là cho rau gì? Rau muống. Ăn cái tí rau đỡ sốt bụng. Nóng bức này làm bát riêu cua ăn bún là ngon miễn bàn đấy anh ạ. Phải còn 4 năm tới nữa. 3 4 tới. Để thứ nhất là sao? Gần 3 cua rồi. Tất cả như 6 túi em ấy đúng không? Nếu nấu canh hai lạng anh em nhá. Hai lạng là một bữa lạng đặc. Nấu riêu thì chị à.
Rất là ngon anh em, mà hết ba quả trứng vịt lộn rồi. Giờ ăn bún cá anh em nhá. Và thêm tí nước mắm nữa cho nó đậm. Bún riêu cua. Cho mấy cái giá đỗ sống vào là ăn ngon. Quên qua một cách tấm cá nhỉ. Hả? Hôm qua quên một cách tấm cá. Mời anh em nhá. Cái rau thơm rậu rách này thơm hơn là với kim giới. Nhưng mà rậu rách nó chỉ ăn với rau muống thôi. Rau sống. Lá kim giới thì ăn được nhiều món. Ô, mùa này đến mùa sứa chứ nhỉ? Qua rồi. Nó vẫn bán chợ nhưng mà sứa nó bán thì chính vụ là từ tháng 2 đến 3. Mà nó ủ với thì... Quá. Cứ mùa rau kim giới. Mùa rau kim giới đầu mùa. Sứa là cứ ăn đồng ăn rau kim giới. Cái tối mẹ ăn thịt trưng mắm á. Anh mua gì? Tối lạng kia mua thịt chín nướng bông. Thịt nướng nhâm lâu đấy. Ừ. Mua con nhà Bình ấy. Con nhà Bình là lại thịt nướng. Nó vâng, con nhà Bình nó chả đứng trong ra giờ nó về nhà ấy. Hồi xưa là có. Có hết. Nhưng mà gà nướng của nó không. Của nó mỗi đồ tươi những ướp không ạ? Anh em ơi, ăn sáng ra hoặc là bất kể nào trong bữa trong ngày ăn bát bún riêu cua mùa nóng này dễ chịu anh ạ. Hôm qua nó mẻ. Nó mẻ nó chua dịu nhỉ? Không. Mình quê mình nấu bún riêu cua chỉ thế này. Chứ quê nhà vợ Duy á. Tay hôm qua nấu mẹ thôi. Nó nấu đậm nữa cơ. Đến lúc nó lắng trong veo nước ngon lắm. Không. Thêm nữa là hai thìa mẹ. Có khi phải để cái lọ mẻ ở chỗ mát không chết. Để gầm. Tuyệt cú mèo anh em. Bát bún riêu cua mà ngon hết chấm luôn. Nó dễ chịu, ăn dễ vào lắm anh ạ.
bún riêu cua người ta ăn với đậu hoặc thịt ba chỉ cũng được, hoặc là cá cũng được anh em nhé. Nhưng mà nay nhà mình là ăn với cá. Cá là mình mua cá to để chiên giòn lên. Ăn nó dễ chịu. Mát mẻ dễ chịu. Cho hết vào. Nhiều màu. À, đây anh em làm ngon không? Mình thì ăn ra uống đơn giản nhưng mà chất lượng rất là chuẩn luôn. Quê mình là đất bún cá bún riêu cua đấy anh ạ. Hết phần ba uống rượu anh ạ, sáng nào uống thế nó nóng. Thôi video mình tạm dừng ở đây anh em nhé. Anh em yêu quý đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ mình nhé. Đấy, bát bún mình ăn cũng vừa hết rồi đấy, chia sẻ cho anh em những cái món ăn gọi là nó đồng quê anh em nhé. Thôi chào anh em, hẹn gặp lại anh em video sau nhé.